Bí kíp luyện chồng. Gái ngoan dạy chồng. Ngày xưa, có một người đàn ông giàu, vợ chết sớm, chỉ có một người con trai. Người con trai là tay chơi bời lêu lỏng, không chịu học hành hay làm ăn gì cả. Thấy con không lo nổi nghiệp nhà, người nhà giàu rất buồn phiền. Biết rằng của cải của mình sẽ có một ngày đổi nón ra đi mà thôi. Bởi vậy, ông bèn tính chuyện kiếm cho con một người vợ khôn ngoan, đảm đang. Để may ra, nó sẽ ngăn chặn tay chồng, bảo vệ một phần nào cơ nghiệp. Người cha đi khắp nơi tìm vợ cho con trai, mà vẫn không tìm được người nào ưng ý. Nhưng một hôm, bỗng ông đi qua một vùng nọ, thấy một người con gái đang hái táo. Cô gái này chọn những quả táo ngon để cho người khác, còn phần mình những quả táo xanh, chắc hẳn đây là cô gái tốt. Người cha giả dạng người ăn xin tới nhà cô gái ăn xin để thử cô gái. Thấy cô gái vừa đức hạnh, thông minh, lại đảm đang, bèn hỏi cho con trai lấy làm vợ. Từ ngày có vợ, người con trai ngày càng mãi chơi, lêu lỏng. Hắn làm cho vợ và người cha hết sức buồn phiền, dù khuyên nhủ thế nào cũng không được. Này cha đã gần đất xa trời, chồng con là một thằng phá gia chi tử, cơ nghiệp này chỉ còn một sớm một chiều mà thôi. Từ lâu cha làm ăn dành dụm, có để được một hũ vàng chôn ở sau vườn. Vậy cha cho riêng con hũ vàng đó, đừng cho chồng con biết. Sau này chồng con có thật sự ăn năn thì giúp cho nó làm lại cuộc đời. Cha, con thật có lỗi vì đã không khuyên nhủ được chồng, khiến cho cha buồn phiền thế này. Sau này con sẽ cố gắng giúp chồng con thay đổi cho cha yên lòng ạ. Sau khi người cha qua đời, người con trai lại càng chơi bời mặc sức, vợ hết khuyên lơn đến cầu khẩn. Hắn chẳng những đã không nghe, lại còn phủ phàng với vợ. Chàng đã chơi bạc hết bao nhiêu tiền vàng rồi, giờ mà chơi nữa thì còn gì nữa chứ. Hãy nghe thiếp. Đồ đàn bà lắm lời, hãy cút ra khỏi nhà của ta. Hãy cầm lấy giấy tờ này, đây là giấy tờ ta trả tự do cho ngươi. Biến khỏi đây và đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Không muốn bị vợ ngăn cản, người chồng đuổi vợ ra khỏi nhà. Sau khi đuổi vợ đi, người chồng phỉ chí tung hoành, không một ai dám cản. Quả như lời đoán của người cha, mấy chục mẫu ruộng đều lần lượt nướng vào sòng bạc. Hết ruộng vườn tới nhà cửa, chẳng bao lâu, tất cả cơ nghiệp mấy đời lưu truyền lại đều sạch sành sanh. Cuối cùng, không một đồng dính túi, không một nghề cầm tay, hắn đành bỏ làng mạc quê quán, đi lang thang khắp đầu đường xó chợ, ngửa tay xin ăn qua ngày. Còn về phần người vợ, sau khi bị chồng đuổi đi, nàng phiêu bạt tới một làng nhỏ. Nhờ chăm chỉ làm ăn, lại thông minh tháo vát, chẳng mấy mà có của ăn của để và trở nên giàu có. Năm ấy, sau mấy tháng hạn, lúa khoai chết mòn trên những cánh đồng nứt nẻ. Ngoài đường, người đi xin ăn kéo từng đoàn. Người vợ lúc này đã là bà chủ tiệm. Bà xin phép quan trên cho mình đem gạo ra phát chẩn cho kẻ khó khăn. Trời ơi, kia chẳng phải là chồng mình đấy sao? Giờ đã ra nông nỗi này rồi. Thật đúng như lời cha dự đoán. Người phát chẩn cho mọi người tiếp nhé. Nhưng nhớ là khi nào tới người cuối cùng thì chừa lại không phát nữa. Chúng tôi đã hết gạo rồi, ngày mai chúng tôi lại phát. Mời bà con ngày mai quay trở lại ạ. Thật đen quá, ngày mai mình sẽ đến sớm để xếp lên hàng đầu. Hôm nay chúng tôi sẽ phát chẩn từ dưới lên trên nhé. Thật tiếc, hôm nay chúng tôi hết gạo rồi, mời mọi người ngày mai lại tới. Vài ngày liền đều như thế, cứ người chồng xếp ở cuối hàng thì bà chủ lại bảo người giúp việc phát từ trên đầu hàng và ngược lại. Lúc này, người chồng mới thấm nổi tủi nhục khi phải chịu cảnh đói rách. Xin ông bẩm với bà chủ rủ lòng thương cho tôi được ở hầu bà, rửa bát, quét nhà, mọi việc tôi đều xin hết sức, chỉ cho tôi ăn 3 miếng là đủ rồi. Cuối cùng, anh ta cũng biết xin việc để làm. Người chồng đã làm việc rất chăm chỉ, không những thế còn chịu khó dạy học cho đám trẻ nghèo trong làng. Người vợ thấy chồng đã thực sự thay đổi, liền quyết định ra mặt. Anh làm việc ở đây một thời gian rồi mà chưa gặp bà chủ của chúng tôi phải không? Hôm nay bà chủ muốn gặp anh đó. Mình là mình đó sao? Vâng, mình ở đây làm cũng được một thời gian,
Tôi luôn để ý và giờ thấy mình đã thay đổi rất nhiều, nên hôm nay tôi mới ra mặt đấy. Mình ơi, tôi đã sai rồi. Lẽ ra trước đây tôi nên nghe lời cha và mình khuyên bảo. Giờ mình cũng đã nhận ra lỗi lầm rồi. Vậy là tôi đã thực hiện được lời hứa với cha. Mình tha lỗi cho tôi nhé. Tôi ân hận lắm rồi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại con đường xưa kia nữa. Hai vợ chồng cùng nhau quay về quê hương, chuộc lại căn nhà xưa của người cha. Người vợ đào hũ vàng mà cha để lại. Họ cùng nhất trí chia hũ vàng đó cho người nghèo. Hai vợ chồng cùng sống cảnh điền viên và hạnh phúc tới già. Con gái ông Câm bán đậu hũ. Thưa cô, em đóng tiền học phí ạ. Sao cậu nộp toàn tiền lẻ vậy? Thế này thì cô đếm đến bao giờ mới xong? Tớ biết rồi. Đây là tiền bán đậu hũ của cha cậu chứ gì. Các em đừng trêu bạn nữa. Ôi trời ơi, cô ơi, ai mà chẳng biết bạn Nguyệt là con gái ông Câm bán đậu hũ cơ chứ. À, ông Câm bán đậu hũ đến rồi. À, ông Câm bán đậu hũ đến rồi. Anh kia, trả tiền đây. Mua đậu hũ rồi tính ăn quỵt thế hả? Trời ơi, cha ơi là cha. Sao lại để hắn ta ăn quỵt như vậy? Để con đuổi theo hắn đòi tiền. Cha thật là khờ quá đi. Cứ thế bảo sao nhà mình có nghèo mãi thì đúng rồi. À, cái Nguyệt con gái ông Cam bán đậu hũ kìa. Cậu không ra mà hộ cha bán đậu hũ đi. Còn ngồi đây làm gì hả? Không phải chuyện của các cậu. Cậu nhìn bạn Tiểu Lan kia kìa, lúc nào cũng như công chúa, lại dịu dàng nhỏ nhẹ. Còn cậu đã nhem nhuốc như lọ lem rồi, lại còn ghê gớm. Người của cậu ấy còn có mùi chua của đậu hũ nữa cơ. Phải rồi, tôi chỉ là con bé nhà nghèo mồ côi mẹ, có ông bố vừa cam vừa đi. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa. Cha để con yên đi. Cha có biết chúng vừa chế giễu con không? Con không thể chịu được nữa rồi. Con sẽ phải học thật giỏi và đỗ đại học để thoát khỏi vùng quê nghèo này. Không có ai gọi con là con gái ông Cầm bán đậu hũ nữa. Mười lăm năm sau. Cha, cha lên đây làm gì? Con đã nói cha không cần mang đồ ăn lên cho con nữa mà. Cha cứ tới đây, hàng xóm nhà con nhìn thấy thì con biết ăn nói thế nào. Ở quê con bị gọi là con gái ông Câm bán đậu hũ còn chưa đủ hay sao chứ? Khi nào con rảnh, con sẽ về thăm cha. Giờ vẫn còn kịp giờ chuyến xe cuối cùng để về quê đấy cha. Cha đi về đi. Từ giờ cha đừng lên đây nữa nha. Con sẽ về thăm cha. Cô Nguyệt đi đâu mà xách theo làng rau củ tươi thế kia? Rau củ của người họ hàng xa dưới quê gửi lên cho em ấy mà. Chị có muốn ăn thì em chia cho một ít. Nhiều quá em ăn cũng không hết. Đi đi, đi chỗ khác đi. Đây là chỗ làm ăn, không phải chỗ đi ăn xin đâu. Khổ thiệt, vừa câm vừa điếc, ai biết đường mà bán chứ. Chẳng hiểu con cái đâu mà để bố mẹ đi lang thang thế. Phó giám đốc hôm nay đi ký hợp đồng à? Phải, cậu ở đây thay tôi quản lý mọi việc nha. Có gì gấp thì gọi cho tôi. Dạ vâng. Dạ. Bây giờ chẳng ai dám khinh thường, cũng chẳng ai dám bắt nạt mình nữa.
chẳng buồn cho những ngày ngậm đắng nuốt cay ở cái xó quê nghèo xưa kia. Quả đúng là có tiền là có tất cả. Cuộc sống này không phụ sự cố gắng của con người. Cô ta bị thương nặng đấy, ai mau đưa cô ta đi bệnh viện đi, giờ gọi cấp cứu không kịp đâu. Lỡ đâu cô ta chết trên xe thì xui xẻo lắm. Cứ đợi cấp cứu đến đi. Đây chẳng phải là con gái con Cầm bán đậu hũ sao? Nguyệt. Cô gái bị thương rất nặng, chi phí phẫu thuật cũng rất tốn kém, và khả năng thành công cũng không cao. E rằng... ông ấy cầu xin bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy con gái. Dù chỉ còn 1% hy vọng thôi, ông ấy sẽ làm tất cả để có tiền, kể cả dù có phải bán nhà. Cô con gái này chính là tất cả sự sống của ông ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chú, Nguyệt đã tỉnh lại rồi. Cha, con đang ở đâu thế này? Còn anh là ai? Trông anh quen quá. Tôi là người cùng làng với cô. Ngày xưa thường lấy đậu hũ của chú, mà có lần cô đã đuổi theo đòi tiền đây. Ngày đó tôi mang ơn cha cô rất nhiều. Chú biết tôi không có tiền nên thường cho tôi đậu hũ mà không lấy tiền. Nhờ có chú tôi mới có ngày hôm nay. Anh là người đã đưa tôi vào viện. Thế còn tiền viện phí làm sao cha tôi có thể lo được? Chuyện đó... Khi cô bị tai nạn, bác sĩ đã lắc đầu. Chính cha cô đã cầu xin bác sĩ, dù chỉ có vài phần trăm hy vọng thôi. Ngày nào cha cô cũng làm nhiều đậu hũ hơn để bán. Không chỉ ở chợ, ông còn đến tận từng thôn sau bán đậu để có nhiều tiền hơn. Bà con ở quê ai cũng quý mến cha cô thật thà, lương thiện. Khi tin con gái ông bị tai nạn, họ bèn cùng nhau mỗi người góp một chút ít. Cha cô nhận tiền và cẩn thận ghi tên từng người vào cuốn sổ này như một khoản nợ. Ông thực sự khiến mọi người vô cùng xúc động. Thiếm Trương 100 đồng, bạn Tân 1.000 đồng, Tiểu Lan 1.000 đồng. Cha, con xin lỗi vì thời gian qua con đã sống không đúng. Bao lâu nay con vẫn luôn tìm cách trốn tránh cái tên gọi con gái ông bán đậu hũ. Ngày hôm nay chính cái tên đó cùng tình yêu thầm lặng chưa bao giờ nói nên lời của cha đã cứu sống được con. Lẽ ra con phải biết tự hào về người cha lương thiện của mình thay vì ghét bỏ cha. Cha ơi, con sai rồi. Cha ơi, cha hãy tha lỗi cho con. Chú lính gì cục chân? Nhanh nào Susan, bám sát theo mẹ nha. Xin chị mua giúp tôi, chỉ có 10 đô một cái thôi ạ. Không, xin lỗi, tôi đã nói là tôi không có nhu cầu mà. Lại là cô hả? Ai cho vào đây bán hàng? Lão cảnh sát chết tiệt, lão ta cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà ga thế nhỉ? Cô Geda, tôi đã nhắc nhở cô là không được bán hàng ở đây rồi mà. Cô hãy mau đi đi, nếu không tôi tịch thu hết hàng của cô đấy. Nếu không phải một năm trước ông bắt chồng tôi vào tù thì mẹ con của tôi đâu phải vất vưởng kiếm sống thế này đâu. Ông định tuyệt đường sống của mẹ con tôi hả? Nếu chồng cô không đánh bạc thì anh ta có bị bắt không? Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình mà thôi. Còn bây giờ mời cô ra khỏi nhà ga, ở đây cấm bán hàng. Quỷ tha ma bắt ông đi. Trời ơi, Susan, con gái của tôi đâu rồi? Susan, con ở đâu? Susan. Susan à, thì ra con ở đây hả? Mẹ đi tìm con hết hơi à. Đi về thôi. Mẹ ơi,
mẹ mua cho con chú lính chì cục chân trong cửa hàng đồ chơi kia đi. Chúng ta còn trả đủ tiền để ăn mà, lấy đâu ra tiền mua đồ chơi chứ? Lính chì cái gì, về ngay. Còn ai phù hợp hơn mẹ con nhà cô ta cơ chứ? Nếu cô ta làm cho mình, đảm bảo sẽ qua mặt được cảnh sát. Lão cảnh sát già chết tiệt, lại quanh quẩn ở đây nữa rồi. Trời ơi, Harry, anh ở đâu chui ra vậy? Làm tôi giật mình à, cứ tưởng lão Dublin. Cô lại bị lão ta đuổi à, sao phải khổ sở thế? Giờ cô chỉ cần chuyển gói hàng này đúng địa chỉ yêu cầu của tôi, cô sẽ có tiền. Hàng gì? Hàng cấm phải không? Cô không cần quan tâm chuyện đấy, quan trọng là cô sẽ có 1.000 đô sau chuyến hàng này. Nếu làm tốt, sau này sẽ có việc liên tục cho cô. Lão cảnh sát Dublin đó, lúc nào cũng để ý tới tôi. Tôi chưa muốn vào nhà đá đâu. Cô còn có một đứa con gái nhỏ mà, sẽ không ai nghi ngờ gì con bé đâu. Không bao giờ, anh tìm nhầm người rồi. Nói giả họng ra, còn thanh cao nổi gì. Rồi cô sẽ phải nghĩ lại thôi. Hai người đi ra khỏi nhà tôi. Tiền nhà 3 tháng rồi chưa trả, định khất tới bao giờ đó hả? Xin chị cho tôi thêm vài ngày nữa đi, mẹ con tôi sẽ trả đủ cho chị mà. Tôi đã quá nhân nhượng với mẹ con của cô rồi, không thêm một ngày nào nữa hết á. Đi đi, tôi không thể chứa chấp thành phần chày bữa như cô nữa. Mất tội 3 tháng tiền nhà của tôi rồi. Mẹ ơi, giờ mẹ con mình đi đâu hả mẹ? Để mẹ nghĩ cách. Xin lỗi Susan, mẹ đã để con phải chịu khổ rồi. Chìa khóa phòng trọ của tôi đây, nó cũng khá tươm tất. Cô không thể để con bé không có chỗ ở được. Lại là anh à? Người đà à, nhìn con bé đi, nó không thể sống phất vưởng theo cô trên vỉa hè nhà ga thế này được. Bỏ cái thứ đạo đức rởm đi, làm theo những gì tôi bảo, mẹ con cô sẽ được đầy đủ. Tôi... Đừng lo, nhà ga này chỉ có lão Dublin là hay lượn qua thôi. Lên tàu điện ngầm thẳng một mạch là tới Camilla. Con bé sẽ là một vỏ bọc cực kỳ an toàn. Gheda, mày đừng sợ, sẽ không ai kiểm tra con bé đâu. Cháu chào ông. Chào hai mẹ con. Susan hôm nay cháu có áo xinh quá. Tàu đã về rồi, phải nhanh chân lên. Lão Dublin cứ đi lại suốt, có vẻ lão nghi ngờ rồi. Susan đâu? Susan, con đâu rồi? Susan. Cô Gheda, có phải cô đang tìm con bé Susan không? Hình như ông Dublin thấy nó đi lạc nên đưa con bé về nhà trọ của cô rồi. Cô thử về nhà thử xem sao. Trời ơi, lại là lão già ấy. Liệu lão ta có phát hiện ra không? Gói hàng trong túi áo của Susan. Phen này thì lão sẽ cho mình đi tù mọt gông. Trời ơi. Susan, cháu có biết vì sao chú lính chị được mọi người yêu quý không? Dạ, vì chú ấy dũng cảm ạ. Mẹ ơi, con bị lạc. Ông Dublin đã đưa con về nhà. Ông cần kể cho con nghe câu chuyện về chú lính chị nè mẹ. Susan, mẹ cháu về rồi. Ông phải đi làm tiếp đây. Ông nhìn thấy hình như túi áo khoác của cháu có gì đó hơi nặng. Cháu thử cho tay vào xem có gì nào. Không đâu, Susan à, chiếc áo khoác đó bẩn rồi con. Con cởi ra đưa mẹ để mẹ đi giặt là được rồi. Cô Gheda, hãy để ông cháu tôi chơi nốt trò chơi. Trời ơi, lão già đã biết trong áo có hàng cấm rồi á. Ông Dublin à, chuyện này... Một chú lính chì cục chân, món đồ chơi mà cháu thích nè. Ông Dublin, tại sao nó lại ở trong túi áo của cháu vậy? Là một chú lính chì à? Ông nghĩ rằng một vị thần nào đó đã biết được ước nguyện của cháu nên đã đặt nó vào trong túi áo của cháu đấy. Tuyệt quá, cháu sẽ mang khoe với David. Chắc chắn bạn ấy sẽ rất vui cho mà xem. Cô tìm cái này phải không? Tôi... Gheda, con gái của cô còn nhỏ,
Nó cần một người mẹ tốt để phát triển nhân cách, đừng vì hoàn cảnh mà đánh mất mình. Tôi quá khó khăn cho nên... Chu Linh Chi dù mất một chân nhưng vẫn luôn dũng cảm. Tôi tin cô sẽ vượt qua được khó khăn để đối mặt với cuộc sống mà không thỏa hiệp với cái xấu. Tôi bỏ qua lần này vì Susan, con bé không thể bơ vơ, và sẽ coi đây là bí mật giữa chúng ta. Bởi tôi tin cô sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa. Ông... Không cần phải cảm ơn tôi. Cô sẽ giúp tôi một việc là hợp tác bắt nhóm tội phạm này chứ? Dạ vâng, tôi sẵn lòng ạ. Tốt lắm. Giờ thì việc trước mắt là tới gặp ông Mathon, giám đốc nhà ga. Tôi đã xin cho cô làm nhân viên dọn vệ sinh trong nhà ga rồi. Thật ư? Tôi sẽ có việc làm có phải không ạ? Tại sao tôi luôn ghét ông mà ông vẫn giúp đỡ tôi như vậy? Đó là công việc tôi phải làm, là bảo vệ sự bình yên cho mọi người, kể cả cô và bé Susan. Mà cô còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị nhận việc đi chứ. Dạ vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.